giờ Phước thử ăn cái món tom yum noodle đấy, noodle. Trời ơi. Đùi và mặt cái nào bự hơn? Chỉ cái đùi rồi. Ê, húp thử cái súp đi. Thấy không? Mình đã có đồng bọn đi ăn rồi, thông báo cái quán này rất là ngon nên là mình dẫn Phước đi đến đây, hai đứa thử. Ê, tình hình ăn vậy xong rồi xong ca cái nó hay hơn đúng không? Ăn cái súp này giọng thâm hơn. Cặp đôi ca sĩ trẻ Phương Yến Linh và ca sĩ Tuấn Phước, hai giọng ca đặc biệt của Trung tâm Thiên Nga. Phương Yến Linh và Tuấn Phước, hai cái tên rất hot tại Trung tâm Thiên Nga. Trong những năm gần đây, họ ăn ý với nhau trên sân khấu lẫn ngoài đời. Vì trên nhau không bao nhiêu tuổi nên họ rất hợp và cùng quê miền Tây, là đôi bạn thân mặc dù Phương Yến Linh lớn tuổi hơn Tuấn Phước. Nhưng khi trình diễn trên sân khấu, hai người vẫn rất căng xứng. Có thể thấy cách nói chuyện ngoài đời giữa Phương Yến Linh và Tuấn Phước rất là thân thiết. Tiểu sự Phương Yến Linh. Ca sĩ Phương Yến Linh, cô đã từng cộng tác với Trung tâm ASEAN từ vài năm trước khi xuất hiện lần đầu trong chương trình Body by Night số 131, Xuân Hy Vọng. Khả Linh là nghề danh cụ của cô. Cô sinh ngày 20 tháng 4 năm 1988. Phương Yến Linh sinh ra và lớn lên tại Mỹ Tho, Tiền Giang, là con gái út trong một gia đình yêu âm nhạc. Sau này khi đã định cư tại Mỹ, Phương Yến Linh đã xin gia đình cho học thanh nhạc. Nữ ca sĩ có duyên gặp gỡ và nhận được sự dìu dắt thẳng tình của những người thầy quan trọng. Trên hành trình âm nhạc của mình, Phương Yến Linh dần trưởng thành. Cô đã học ở trường cao đẳng Orenkau và sống tại Fulton Valley, thuộc tiểu bang California. Cô xuất hiện trong 3 chương trình Asia từ số 80 đến 82, tu hình vào năm 2017 và 2018 dưới nghệ danh là Khả Linh, từ sau khi Trung tâm Asia ngừng sản xuất series các chương trình cùng tên sau chương trình số 82 nói trên. Cái tên Khả Linh chủ yếu gắn liền với đài SBTN thông qua những video nhạc vàng đăng tải trên kênh này. Kể từ năm 2021, nữ ca sĩ chính thức xuất hiện trên sân khấu Body by Night dưới cái tên Phương Yến Linh. Một thời gian sau, Phương Yến Linh xuất hiện trong chương trình Tiếng Nga Music Box số 38 cùng với Ngọc Hưng, Hoàng Nhung và Châu Ngọc Hà. Tại chương trình Party by Night, Phương Yến Linh thường hát song ca với nam ca sĩ Tuấn Phước. Năm 2023, Phương Yến Linh thực hiện một số MV mang tên Thành Phố Mưa Bay do Tiếng Nga đại diện phát hành. Theo nhạc sĩ đã từng chỉ dạy thanh nhạc cho Phương Yến Linh tại Việt Nam, ca nhạc sĩ Đình Huấn, người thầy đã chỉ dạy nữ ca sĩ từ những ngày đầu tiên khi bắt đầu theo con đường hát chuyên nghiệp. Theo lời nhận xét của ông, Phương Yến Linh sở hữu một chất giọng vô cùng đặc biệt, thuộc giọng thổ dày, ấm và đầy cảm xúc. Có thể hình dung giọng hát của Yến Linh gần giống với chất giọng của danh ca hải ngoại Thanh Thúy, trầm, sâu lắng đến mức huyền ảo, liêu trai. Thông thường đa phần các giọng ca nữ hát loại nhạc trữ tình đều thuộc tông giọng cao, thế nhưng chất giọng của Yến Linh có thể xuống thấp được rất tốt, nhưng khi cô cắt tiếng hát, khán giả sẽ nhận ra ngay. Ngoài giọng ca trời phú, ca sĩ Phương Yến Linh có nghề tay trái là chơi đàn guitar. Hình ảnh của người nữ nghệ sĩ xinh đẹp bên cây đàn guitar luôn làm cho khán giả xao xuyến. Có thể nói, biết chơi nhạc cụ là một lợi thế của người nghệ sĩ, dễ mang lại cảm xúc gần gũi cho khán giả. Những thông tin bên lề về Phương Yến Linh. Chất giọng của Phương Yến Linh thường được so sánh với một ca sĩ nổi tiếng trước năm 1975 là Thanh Thúy, hoặc nữ ca sĩ Phương Diễm Hạnh. Tài lệ của Phương Yến Linh là có thể chơi đàn guitar. Nếu không là ca sĩ, Phương Yến Linh sẽ là bác sĩ dinh dưỡng. Mối tình đầu tiên của Phương Yến Linh là vào năm 19 tuổi. Hiện tại cô chưa hẹn hò với ai. Nếu được trở thành ai đó, Phương Yến Linh nói mình muốn làm MC như Ngọc Hân hoặc Nguyễn Cao Kỳ Duyên trong chương trình Body by Night số 133. Chia tay Nguyễn Ngọc Ngạn, Phương Yến Linh và Châu Ngọc Hà không đồng ý đeo OP quanh bụng theo thiết kế áo dài của Thái Nguyễn vì thấy nó quá rườm rà. Đến mức Tô Ngọc Thị phải nặng lời với hai người thì họ mới đồng ý, và phần trình diễn của họ đã thành công ngoài mong đợi nhờ vào thiết kế áo dài kết hợp kimono và phong cách Nhật của Thái Nguyễn. Vào năm 2022, cô là người trang trí hoa tươi nhân dịp Tết Nguyên Đán tại trụ sở Trung tâm Tiếng Nga, được bà Merito hết lời ca ngợi. Và cũng cùng năm đó,
Cô viết trên trang cá nhân của mình với lời từ biệt MC Nguyễn Ngọc Ngạn rất xúc động. 15 tháng 5 2022, tạm biệt bác Nguyễn Ngọc Ngạn là chủ đề của Body by Night 133. Nhà văn MC đã có rất nhiều công hiến cho Trung tâm Thiên Nga, cũng như thế hệ trẻ hải ngoại. Từ kiến thức lịch sử đến những mẫu chuyện vui, chuyện ma và những bài văn thơ ý nghĩa và hóm hỉnh. Đây có lẽ là mẫu show rất ý nghĩa đối với Trung tâm Thiên Nga và tất cả ca sĩ, cô, chú, bác và các anh chị đã được làm việc với bác trong mấy chục năm qua, cũng như sự tiếc nuối của những ca sĩ mới như Linh phải chia tay bác trong sự vội vàng. Chúc bác Ngạn nhiều sức khỏe để đón nhận tình yêu của tất cả ca sĩ và khán giả trong show tháng 7. Đặc biệt trong năm 2024, Phương Yến Linh dự tính sẽ có những hoạt động về âm nhạc tại Việt Nam. Tiểu sử ca sĩ Tuấn Phước. Ca sĩ Tuấn Phước tên thật là Hoàng Tuấn Phước, sinh ngày 7 tháng 8 năm 1993 tại Kiên Giang. Anh đã tham gia chương trình VITAS năm 2018, học ở trường trung học Westgate và tốt nghiệp năm 2012, học trường Sylvan City ngành kỹ sư và tốt nghiệp năm 2017. Anh tham gia cuộc thi VITAS mùa năm 2018 với thể loại nhạc quê hương. Khi anh tham dự sơ tuyển cuộc thi này, anh được tiết lộ là đến từ thành phố Zonville, thuộc tiểu bang Louisiana, Hoa Kỳ và chịu sự huấn luyện của nam ca sĩ Chung Tự Lưu. Trong cuộc thi, Tuấn Phước đã lọt vào đêm chung kết và nằm trong top 6 thí sinh xuất sắc nhất cùng với Đăng Quynh, Hoàng Anh Khang và Ngọc Hương. Cả ba người sau đó đều xuất hiện trong chương trình Body by Night số 128, hành trình 35 phần 3. Sau cuộc thi, Tuấn Phước tiếp tục theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, cũng như bắt đầu cộng tác với Trung tâm Thúy Nga. Anh lần đầu xuất hiện trong chương trình VIP Fatty. Hai tháng sau đó, năm 2019, anh tham gia live show những dòng ca tiếp nối. Năm 2021, Tuấn Phước mới chính thức lần đầu ra mắt trong chương trình Party by Night số 131, Xuân Hy Vọng và có hai tiết mục song ca. Với dòng nhạc quê hương, hát chung với Tuấn Vũ và Như Quỳnh, sau đó anh thường góp mặt các chương trình Body by Night kế tiếp cũng như chương trình Thiên Nga Music Pop số 54, Biển Tình. Điểm giống nhau giữa ca sĩ Phương Yến Linh và ca sĩ Tuấn Phước đều là ca sĩ trẻ và gia nhập Trung tâm Thiên Nga vào những năm 2021 và là hai giọng ca rất có nhiều tiềm năng trong tương lai. Khán giả nhận xét giọng ca của ca sĩ Phương Yến Linh và Tuấn Phước qua cuốn Body by Night số 131 vào năm 2021. Khán giả đã nhận xét về cặp đôi Phương Yến Linh và Tuấn Phước như sau. Body by Night số 131 có quá nhiều điều để nói cùng nhau, nên phải chia ra nhiều đề tài. Đề tài đầu tiên sẽ là hai gương mặt mới tinh vừa gia nhập Trung tâm Thiên Nga. Body by Night số 131 đánh dấu sự xuất hiện lần đầu của nhiều nghệ sĩ. Nhưng có nhiều người chúng ta đã quá quen rồi, nhưng có hai gương mặt tạm gọi là mới, trẻ trung thuộc dòng nhạc Bolero. Phương Yến Linh cô đã xuất hiện trên một số trung tâm khác với cái tên Khả Linh, lần đầu tiên xuất hiện với Thuyên Nga với tên Phương Yến Linh qua nhạc phẩm quen thuộc Hỏi Nàng Xuân, Vinh Sự Cô Phượng, vốn đã là một thử thách với cô vì nhiều ca sĩ nổi tiếng đã trình diễn trước đây. Tuấn Phước, top 6 VITAS 2018, đến nay mới đủ duyên xuất hiện trong Body by Night, được ưu ái sắp xếp xuất hiện chung với hai tiếng hát vàng Tuấn Vũ và Như Quỳnh. Yêu Phương Yến Linh giọng hát lạ ấm và nghe ngọt ngào lắm. Tuấn Phước hát nhạc trữ tình bằng chất giọng ấm và nam tính. Ca sĩ trẻ Tuấn Phước có triển vọng. Dòng hợp nhạc Bolero nếu được Body by Night lăng xê sẽ dễ thành công hơn. Khả Linh nên về với Trúc Sinh để luyện lại chứ sang trung tâm khác. Không có người chỉ bảo kèm cặp là thấy dở ngay. Giọng nữ dở không có gì đặc sắc, không xứng tầm Body by Night. Giọng nam có âm đẹp, những câu mở vào rất ngọt. Nhưng đoạn sau thì không hay, đốt thấp không đẹp nhưng có thể rèn luyện được. Hy vọng một hai số nữa sẽ hay hơn. Một so sánh quá cặp kiện, trung tâm quá ưu tiên cho ca sĩ Tuấn Phước. Quá nhiều hai bài nhạc khá hay, còn ca sĩ Phương Yến Linh cho ca sĩ này. Những bài nhạc đây là dòng nhạc nhẹ, nhưng có mang một chút Bolero, cho nên là những ai thuần Bolero nghe không cảm nhận được, cho nên là ưu tiên người này không bằng người kia. Hơi ngoại lời tí nhưng mình nhớ lúc Khả Linh hát cho ASEAN có vô chung đợt với một bạn tên Bích Đào, và bạn này hát ngọt và nhẹ hơn nhiều. Phương Yến Linh chắc còn phải học hỏi nhiều. Nhưng mà đến cuốn Body by Night số 132 vào năm 2022 thì khán giả đã nhận xét đa phần đều khen cặp đôi
không còn chơi Phương Yến Linh như cuốn 131. Như vậy càng ngày giọng ca của Phương Yến Linh càng trau chuốt và hay hơn. Những lời khen như cặp đôi hát hay quá, ngọt ngào nhẹ nhàng, trai đẹp gái xinh. Phương Yến Linh có một giọng hát rất truyền cảm, nên nghe nhiều lần thì mình càng cảm nhận được sự thu hút đặc biệt của cô. Giọng chị Phương Yến Linh đặc biệt quá, làm gợi nhớ tới nữ danh ca Phương Diễm Hạnh, đã lâu không còn xuất hiện trên tiếng Nga. Mong chị sẽ càng ngày thành công và phát triển hơn nữa. Phương Yến Linh có giọng hát rất đặc biệt, nghe có cảm giác tìm lại nhạc bolero, lính xưa. Phương Yến Linh vẫn giữ được và mang lên sân khấu nét e ấp của người con gái duyên dáng nhẹ nhàng của người phụ nữ Việt Nam. Nghe Phương Yến Linh hát nhớ cô Phương Diễm Hạnh, giọng của Tống Phước cao, kèm giọng trầm của Phương Yến Linh nghe hay hay.